Andrew Iden, The Saigon Eyes, biểu tượng mới kết nối thế giới. Theo truyền thống và tín ngưỡng của người Việt Nam, mỗi dòng sông là hiện thân của một thần long, là mạch nguồn của thịnh vượng, sức khỏe và tài lộc. Andrew Iden, The Saigon Eyes, chính là viên ngọc quý giữa lòng tự nhiên mà mọi nhà đầu tư đều khát khao. Tách khỏi đô thị nhộn nhịp, hấp thụ trọn vẹn tinh hoa và năng lượng phong thủy, đặc biệt đảo sinh thái trù phú, yên bình và xanh mát, lại tiệm cận các thành phố lớn, dễ dàng di chuyển phục vụ công tác và giải trí trong ngày. Cách bến Bạch Đằng quận 1 chỉ 25 phút. Andrew Iden tọa lạc ngay tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu vị trí độc tôn là trọng tâm của các tuyến giao thông thương mại huyết mạch, cả đường bộ lẫn đường thủy. Từ Andrew Iden dễ dàng kết nối các tiện ích đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Long Thành. Andrew Bridge được xây dựng để kết nối đường bộ theo tuyến vành đai 3 cao tốc Bến Lức Long Thành vào trung tâm thành phố chỉ trong 20 phút. Dễ dàng di chuyển tới các tuyến đường đại lộ Đông Tây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 51. Đường sông mới Andrew Marina kết nối thẳng tới các cảng lớn như Tân Cảng, cảng Tân Thuận, thuận lợi di chuyển du thuyền vào bến Bạch Đằng chỉ trong 25 phút. Đặc biệt đến Andrew Iden thông qua thủy phi cơ chuyên dụng là hình thức độc đáo để chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của nơi đây. Andrew Iden là đảo nước ngọt có 4 mặt sông duy nhất nằm liền kề Sài Gòn và trong khu vực vệ tinh đắt giá nhất của thành phố, cùng hưởng với sân golf Đại Phước gần kề, tạo thành một hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp và toàn diện. Andrew Iden, vùng đất tinh hoa ngàn năm có một, với mật độ xây dựng chỉ 18,8%. Mỗi biệt thự ở đây đều là một ốc đảo thiên nhiên với bốn bề cây xanh, thiết kế tinh hoa mang âm hưởng Á Đông hiện đại, tạo nên không gian sống thường lưu cùng độ an toàn tuyệt đối. Khi bất động sản đảo đang được coi là một giá trị thể hiện vị thế thường lưu trên thế giới, Andrew Iden, The Saigon Eyes hội tụ mọi yếu tố cần và đủ để trở thành một biệt đảo hạng sang đẳng cấp quốc tế, dành riêng cho giới tinh hoa đang sống tại Việt Nam. Andrew Iden, một điểm đến chịu trải nghiệm với mô hình quy hoạch khác hẳn những đảo hiện có tại Việt Nam, là biệt đảo duy nhất tích hợp đô thị sống cùng du lịch giải trí. Andrew Iden sở hữu tổ hợp thương mại đẳng cấp quốc tế 25 hectare với hơn 17 khu chức năng như công viên giải trí chủ đề, khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, khu vui chơi nghệ thuật, câu lạc bộ du thuyền, mảng xanh rộng lớn với hơn 20.000 cây xanh, chuỗi công viên ngoại khu 49.6 hectare bao gồm Andrew Central Park, Riverside Park, Shadowside Park, Marina and Yacht Club, đô thị đầu tiên tại Sài Gòn, Việt Nam, Experience Gallery 2.7 hectare với nhiều tiện ích và trải nghiệm cho cư dân, trường học quốc tế liên cấp 3 hectare, trung tâm văn hóa nghệ thuật 0,86 hectare, dịch vụ y tế chuyên nghiệp với phòng khám quốc tế 0.45 hectare, trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp 0.4 hectare, là một Smart City đúc nghĩa với các ứng dụng hiện đại bậc nhất về smartphone, cùng phần mềm riêng biệt, đồng bộ hệ thống an ninh và các dịch vụ tiện ích, mang đến trải nghiệm đẳng cấp nhất cho cư dân. Với tôn chỉ đề cao sự tương tác của con người với thiên nhiên, Southern Corporation đã cùng các chuyên gia đến từ châu Âu và Singapore hình thành thêm một khu đô thị thông minh và đồng nhất toàn đảo, dựa trên nền tảng hệ thống kênh nước ngọt tự nhiên sẵn có và tận dụng hệ sinh thái địa phương. Trong 204,7 hectare quy hoạch chứa được hơn 109 hectare không gian xanh. Tất cả đều được các kỹ sư của Southern Corporation chăm chút và hoàn thiện. Toàn bộ đội ngũ Southern Corporation luôn nỗ lực không ngừng vì một mục tiêu chung, đem đến cho cư dân của mình những trải nghiệm khác lạ, toàn vẹn và đẳng cấp. Andrew Iden được kiến tạo như một món quà trao lại cho thế hệ tinh túy của Việt Nam với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Andrew Iden được